Bố ơi, bố ráng ăn nha. Con đang nhìn thấy bố ăn nè. Ráng ăn cho khỏe nha bố nha. Lát nữa bác sĩ vô khám con nha. Khám bác sĩ siêu âm cho con nha. Con còn 4 tháng nữa là con sanh rồi. Hello. Yeah. Yeah. See, my dad is under hospice, so you can take a look at him for like 15 seconds or something. Okay. What's that? He's under hospice care, so he's not going to be surviving for a long time. Yeah. Yeah. Sam. He has lung cancer stage 4 and it spread to the brain, so he's under hospice care. Yeah, I know. Yeah. Okay. Mom. Bye, mom. Yeah. Okay. Bye, mom. Mom. Bye. Bye.